Hello anh chị, chào mừng chị đã quay trở lại với bản tin thị trường của chúng ta ngày hôm nay, phiên giao dịch ngày thứ ba, ngày 13 tháng 8. Hôm nay thì thị trường có một phiên là kéo về cuối phiên tăng 0,01% và đã có cái sự rung lắc trong phiên và đã bắt đầu có những cái lượng cung đổ ra trong cái ngày hôm nay. Vậy cái lượng cung đó nó đến từ đâu? Nó có phải là những lượng cung chốt lời hay không? Và một số những cái mã cổ phiếu như là Hòa Phát ngày hôm nay nó giảm khá là sâu với thanh khoản lớn. Thì điều gì nó dẫn tới cái việc đó của Hòa Phát? Thì tất cả sẽ có trong video của em ngày hôm nay anh chị ha. Ok, thì chúng ta cũng đầu tiên cũng sẽ nhận định về những cái chỉ số của thị trường, những cái vận động và vấn đề của thị trường cũng như là những cái tâm lý của thị trường ở giai đoạn hiện tại, và sau đó thì chúng ta cũng sẽ đi qua một số những cái nhóm ngành để anh chị có những cái định hướng cho tài khoản của mình trong những giai đoạn sắp tới, và chúng ta cũng sẽ cùng cuối cùng là chúng ta sẽ đưa ra cái chiến lược ở cái giai đoạn này. Ok, hôm nay thì thị trường là một phiên đã có cái sự rung lắc ở trong phiên, và buổi sáng thì thị trường điều chỉnh cả buổi sáng đỏ điểm, và đầu phiên chiều thị trường có kéo lên và sau đó bị đạp xuống vào khoảng tầm 13 giờ 44, tức khoảng trước 2 giờ. Và thường thì những cái vận động mà đạp hay là kéo trước 2 giờ thì nó cũng sẽ có những cái điểm mà anh chị cần lưu ý. Ví dụ như là thị trường kéo trước 2 giờ, đúng không? Thị trường kéo từ cái khoảng từ 13 giờ 30 đến 13 giờ 45 thì rất có thể là sau đó thị trường sẽ có những cái điểm quay đầu và điều chỉnh trở lại. Đấy là trong thị trường sideways anh chị sẽ cần phải chú ý nhá, hoặc là thị trường giảm điểm. Còn thị trường tăng điểm chúng ta sẽ không không nói điều đó, bởi vì khi ở trong một thị trường uptrend thì cái việc mà tăng điểm của thị trường nó sẽ không thể ngừng lại. Đấy, nó sẽ cứ tiếp tục nó tăng, bởi vì nó đang ở trong một cái xu hướng tăng. Còn khi mà thị trường ở trong một cái xu hướng sideways ở thời điểm hiện tại hoặc là xu hướng giảm thì những cái nhịp kéo ở gần cuối, ở trước 2 giờ chúng ta sẽ cần lưu ý. Đấy, thì đối lập với nó là những cái nhịp giảm điểm trước 2 giờ. Đấy, ví dụ như cái gì nhịp giảm ngày hôm nay thì thường là khi mà nhịp giảm trước 2 giờ đấy thì thường thì thị trường sẽ có cái xu hướng là nó kéo lại, bởi vì thị trường còn thời gian, đúng không? Còn thời gian để có thể là thực hiện được những cái pha kéo hồi đấy, bởi vì với cái ý đồ của tạo lập và tổ chức, nếu mà họ muốn cái phiên này thị trường giảm hay thị trường tăng, một là họ sẽ đánh rất là rõ ràng từ đầu phiên với thanh khoản lớn, hai là họ sẽ gì ạ, họ sẽ có những cái vận động vào cuối phiên. Đấy, vào cuối phiên thì thường là gì ạ, khi mà thị trường tăng hoặc là giảm trước 2 giờ ấy, thì sau đó thị trường vẫn còn thời gian để cho những nhà tạo lập, những nhà đầu tư lớn họ đỡ những cái mã cổ phiếu đấy. Đấy, tránh cái việc mà rơi sâu và gây cái hoảng loạn cho thị trường. Thì đấy là những cái bản chất vận động mà kéo trước 2 giờ anh chị cần lưu ý. Đấy, thì để lần sau nếu anh chị gặp những trường hợp mà kéo hay là đạp nó xuất hiện từ cái lúc 1 rưỡi đến khoảng tầm 2 giờ thì anh chị cũng không nên quá hoang mang, và chúng ta có những cái tinh thần ổn định để có thể là đưa ra những cái hành động chính xác nhất cho tài khoản của mình. Đó. Thì ngày hôm nay với cái việc mà thị trường có rút chân như này, và chúng ta có thấy được rằng là cái việc rút chân này của thị trường nó đến từ cái việc điều tiết đáo hạn phái sinh, đúng không ạ? Thì trước là những cái phiên đáo hạn phái sinh thì bao giờ trước đấy thì những nhà đầu tư lớn họ có sẽ có những cái vận động, đó là họ kéo và họ chốt hợp đồng, đúng không? Họ kéo lên họ chốt hợp đồng long, hoặc là họ giảm xuống, đạp xuống VN30 xuống để họ chốt những cái hợp đồng short. Thì phái sinh trong thời điểm hiện tại cũng lên cản và đang đi ngang. Đấy, thì những cái vận động đi ngang này là những cái vận động để chốt hợp đồng của nhà đầu tư tổ chức. Thì với góc nhìn của em, anh chị có thể là vào cái trang bảng giá của công ty chứng khoán, đúng không? Chúng ta vào phái sinh. Đây thì em đang vào cái bảng giá của công ty chứng khoán VN Direct. Thì cái bảng giá phái sinh này chúng ta bấm vào cái phần gì ạ, hợp đồng tương lai chỉ số 30 để chúng ta xem những cái chỉ số và những cái hợp đồng. Thì anh chị có thể thấy được rằng là cái khối lượng mở hợp đồng ở trong cái hợp đồng tháng này nó đã giảm xuống còn 44.600, đúng không ạ? Từ cái hôm kia thì nó đang là gì ạ, 60.000, 66.000 một cái lượng hợp đồng rất là lớn, thì hôm nay nó đã giảm xuống khoảng tầm 44.696 hợp đồng. Đấy, thì đây là cái số liệu tức là một từ giờ đến tối thì nó mới cập nhật lại anh chị nhá. Thì tức là nhà đầu tư lớn họ đã có những cái dấu hiệu và những cái vận động chốt lời và đóng vị thế phái sinh. Vậy nên ở trong cái thời điểm hiện tại, khi mà thị trường gần đến tiến đến cái đáo hạn phái sinh rồi, thì nó sẽ có những cái vận động lên xuống và đạp giống như cái phiên ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì mới có những cái vận động nó gần như là bất thường như thế này. Đấy, gần như là bất thường như này. Khi mà anh chị giao dịch quen ấy thì chúng ta cũng sẽ thấy đây là một điều rất bình thường, đúng không? Rất bình thường khi gần đến đáo hạn phái sinh thì chắc chắn rồi. Để tất toán hợp đồng vào cuối ngày họ sẽ phải chốt trước để cuối ngày đấy họ không phải dồn họ tất toán một lượng hợp đồng lớn. Thì hôm nay thị trường kéo điểm cuối phiên thì chủ yếu là dựa vào cổ phiếu Vietcombank.
Đúng không? Vietcombank tăng 1,9% nhưng mà đã kéo thị trường 2,31 điểm. Và nếu ngày hôm nay Vietcombank không kéo thì thị trường của chúng ta nó sẽ có cái mức giảm là âm 2,1 điểm. Đúng không? Tức là đâu đó nó đóng cửa 1.227 anh chị nhá. Thì với cái vận động này kèm theo đó là cái độ lan tỏa dòng tiền của ngày hôm nay có 234 mã giảm và 162 mã tăng thì đây lại không phải là một cái phiên rút chân nó quá tích cực với thị trường. Đúng không ạ? Thanh khoản thì ở mức giảm nhẹ so với cái phiên ngày hôm qua, kèm theo đó là cái việc thị trường lên đến những cái vùng cản, những cái vùng cung ở 1.240 mà chúng ta có đưa ra ở trong những cái bản tin, là cái vùng này thì nó cũng sẽ có những cái lượng cung nhất định của những nhà đầu tư họ bắt đáy ở những cái giai đoạn này, những cái giai đoạn này họ hoặc là giai đoạn này. Đấy, họ vẫn còn lỗ thì có thể là họ sẽ bán ra ở những cái giai đoạn mà thị trường lên 1.240 ở trong cái thời điểm hiện tại. Và ngày hôm nay thì tuy thị trường xanh điểm nhưng mà bên trong mã giảm nhiều hơn mã tăng thì chúng ta có một cái trạng thái của thị trường, đó là trạng thái xanh vỏ đỏ lòng. Đấy, cái trạng thái cố giữ thị trường xanh bằng cái việc kéo Vietcombank ở cuối phiên. Giai đoạn này chúng ta thường thấy khi mà đáo hạn phái sinh anh chị nhá. Đấy. Và cái sự điều tiết nó thể hiện một cách rất là lộ liễu và rõ ràng khi mà cái cổ phiếu Vietcombank này nó kéo trong ATC, anh chị có thể nhìn thấy Vietcombank nó kéo trong ATC, đúng không ạ? Chúng ta phải nhìn thấy ở cái bảng này nó kéo trong ATC đây. Đấy, nó kéo 2% lên 2% trong ATC, đúng không ạ? Nó nhảy từ giá 88.7 lên 89.5. Tức là gì ạ? Tức là đây là một cái hành động điều tiết rất là lộ liễu. Và những hành động điều tiết này khi mà nó không có cái sự đồng thuận của thị trường, tức là chỉ có một con Vietcombank này nó kéo thôi, mà những cái dòng khác như banh, chứng, thép, bất động sản, rồi đầu tư công, rồi những cái mã cổ phiếu lớn trong nhóm bán lẻ đấy, thì nó không có cái sự đồng thuận. Tức là không có sự đồng thuận của thị trường mà chỉ có cổ phiếu trụ kéo thôi thì rất dễ là nó sẽ bị trả điểm vào trong những cái phiên phía sau anh chị nhá. Đấy, thì anh chị lưu ý cái điều đó, tức là đây là một cái phiên rút chân không quá là tích cực với không quá là tốt với thị trường, đúng không ạ? Tức là nó không phải là xấu mà nó cũng không hẳn là tốt, nên là cái quan điểm của em như vậy thì để anh chị chúng ta đỡ hưng phấn khi mà thị trường đã hồi phục 1, 2, 3, 4, 5, 6 phiên liên tiếp, và ngày mai là cái phiên thứ bảy. Thì cũng rất là nhiều anh chị có hỏi em là cái phiên thứ bảy, đúng không ạ, sẽ theo lý thuyết của bùng nổ theo đà thì sẽ là một cái phiên bùng nổ mạnh của thị trường. Thì nhắc lại một cái lý thuyết bùng nổ theo đà, phiên bùng nổ theo đà là phiên mà thị trường sau một cái nỗ lực hồi phục từ 4 đến 7 phiên thì nó sẽ trong cái khoảng từ 4 đến 7 phiên đó nó sẽ có một phiên bùng nổ với cái sự lan tỏa dòng tiền lớn trên thị trường, và cũng có khá là nhiều mã cổ phiếu tăng mạnh kèm theo đó là thanh khoản lớn hơn so với ngày hôm trước. Đấy, và cái điều kiện để xuất hiện bùng nổ theo đà thì trước đấy nó phải là một cái nhịp giảm và sau đó thị trường tạo đáy hồi phục lên thì nó mới hình thành một cái phiên bùng nổ theo đà. Nó giống như là cái giai đoạn này của thị trường, đúng không ạ? Thì cái phiên ngày mùng 9 tháng 11 ngày mùng 8 tháng 11 năm 2023 sẽ là một cái phiên bùng nổ theo đà với cái việc gì ạ? Nó xảy ra ở phiên thứ 1 2 3 4 5, đúng không ạ? Phiên thứ 5 sau một cái nỗ lực hồi phục và nó tăng điểm với cái sự lan tỏa của dòng tiền lên các mã cổ phiếu trên thị trường và với một cái thanh khoản lớn hơn so với ngày hôm trước. Thì đây là chính là một cái phiên bùng nổ theo đà anh chị nhá. Đấy, đấy là một cái phiên bùng nổ theo đà. Và đây cũng là một cái phiên bùng nổ theo đà ở ngày mùng 6 tháng 5 với một cái quy mô nhỏ hơn. Sau khi thị trường tạo hai đáy ở cái phiên ngày 24 tháng 4 thì nó hồi phục 1 2 3 4 5 6 phiên, đúng không ạ? Đến phiên thứ 6 thì đã có một cái phiên tăng mạnh của thị trường với thanh khoản lớn hơn ngày hôm trước. Đấy, thì với cái việc mà chờ đợi bùng nổ theo đà mới mua thì chúng ta sẽ bị thiệt thòi hơn một chút, nhưng mà cái điểm mua nó sẽ an toàn hơn anh chị nhá. Đấy, thì chúng ta cũng sẽ thiệt thòi hơn so với những anh chị chúng ta mua ở đáy những cái vùng thấp hơn khoảng độ tầm 10 đến 15%. Đấy, nhưng mà chúng ta đánh đổi lại là chúng ta đã có cái sự xác nhận của thị trường, sự xác nhận của dòng tiền, và chúng ta sẽ ở nằm ở một cái vị thế nó an toàn hơn. Đấy, thì trong cái khoảng thời gian vừa rồi khi mà thị trường của chúng ta nó hồi phục mà tới 6 phiên rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng có tham gia một số những mã cổ phiếu dạng như MWG, tham gia ở cái ngày mùng 8 tháng 8. Thì hiện tại đây là những cái mã cổ phiếu mạnh nhất mà chúng ta đã lựa chọn thăm dò khi ngày hôm nay nó đóng cửa cũng xanh điểm, và nó đã tăng từ cái thời điểm mà chúng ta thăm dò lên đến thời điểm hiện tại là khoảng 7%, đúng không? Khoảng 87%, hoặc là chúng ta mới thăm dò cổ phiếu VGI trong cái phiên ngày hôm qua khi mà cổ phiếu này có cái dấu hiệu tạo hai đáy và phân kỳ đường MACD ở trong đến 1 giờ. Vậy phân kỳ MACD là gì? Nhắc lại một chút cho anh chị nào chúng ta mới giao dịch, hoặc là những anh chị nào chúng ta chưa biết đến cái khái niệm là phân kỳ MACD ở trong đến giờ. Đấy, để chúng ta có thể là biết thêm, hoặc là những anh chị nào chúng ta biết rồi thì chúng ta cũng có thể là bỏ qua cái phần này nhá. Thì phân kỳ MACD nó là một cái dạng phân kỳ đáy của đường giá so với lại cái đường MACD, đúng không ạ? Anh chị có thể thấy đường giá ở cái nến 1 giờ của cổ phiếu VGI nó tạo những cái đáy sau thấp hơn đáy trước.
Đấy. Và ở cái đường MACD thì nó tạo những cái đáy sau cao hơn đáy trước, nó cho thấy được rằng là cái nỗ lực giảm điểm của cổ phiếu nó không còn nữa, đúng không? Nó không còn quá mạnh mẽ nữa anh chị nhá. Và bởi vì cái đường MACD nó là cái đường gì ạ, thể hiện cái xung lực giảm hay là xung lực tăng của cổ phiếu. Thì ở đây cái việc mà cổ phiếu tạo đáy sau thấp hơn đáy trước như thế này nhưng lại MACD lại cao hơn đáy sau đáy trước, nó cho thấy được rằng là đây chỉ là những cái pha ép cuối cùng của cổ phiếu ở trong một cái nhịp giảm ngắn hạn vừa rồi. Thì chúng ta có thấy được rằng là sau cái nhịp phân kỳ này thì cổ phiếu gì ạ, VGI nó đi ngang, đúng không? Nó đi ngang với một cái thanh khoản rất thấp và gần như là cái lực bán nó không còn quá nhiều. Vậy nên là gì ạ, chúng ta có thể đây có thể lựa chọn VGI là một trong những cái mã cổ phiếu chúng ta có thể là mua thăm dò ở trong cái giai đoạn mà thị trường hồi phục đó. Thì anh chị có thể thấy được rằng là cổ phiếu VGI đã đi ngang một tuần với cái thanh khoản thấp dần và cái lực bán nó không còn quá nhiều thì chúng ta đã lựa chọn tham gia ở cái phiên ngày hôm qua ngày 12/8, và hiện tại cổ phiếu VGI kết phiên ngày hôm nay tăng 6,64%. Thì đâu đó cái lợi nhuận của chúng ta đối với VGI nó đã có khoảng tầm 5% rồi, đúng không ạ, với T cộng 1 ngày mai hàng về anh chị nhá. Đó thì chúng ta cũng có tham gia VGI ngày hôm qua đấy, điểm mua thăm dò vào buổi sáng hôm qua ở vùng 62.8 đến 63.8. thì sàn Upcom nên là chúng ta để biên độ một giá đối với cổ phiếu VGI, kèm theo đó là VGI đang đi ngang thì để biên độ một giá nó là hợp lý anh chị nhá. Đấy, còn MWG thì chúng ta cũng đã mua ở cái phiên ngày 8/8 rồi với cái vùng giá là 61.8 đến 62.4, khi đấy cổ phiếu đang ở 62.3, chúng ta thừa sức khớp với cổ phiếu MWG. Thì đây là hai cái deal chúng ta có thăm dò trong gian vừa rồi, và ngày hôm nay thì tuy thị trường có rung lắc nên VGI nó mới đóng cửa khoảng tầm 6,64%. Còn nếu mà thị trường không rung lắc thì khả năng ngày hôm nay VGI nó phải đóng cửa 8%, khi mà ngày hôm nay VGI đã có lúc nó lên đến cái vùng giá là 67.8. Đó, thì hôm nay không chỉ riêng VGI mà những cái mã cổ phiếu trong nhóm bất động sản ngày hôm nay nó có cái sự hồi phục khá tốt. Vậy chúng ta thấy NHA này, chúng ta thấy NTL này, hay là những cái mã cổ phiếu chúng ta có đề xuất thăm dò trong ngày hôm nay với KDH, đúng không ạ? Nam Long thì hơi xui một chút khi mà cổ phiếu này là những cái mã cổ phiếu mà cổ đông họ đang có cái dấu hiệu là cơ cấu anh chị nhá. Đấy, nước ngoài hôm nay cũng bán rất nhiều với địa với Nam Long. Thì KDH, đúng không ạ? KDH ngày hôm nay cuối phiên cũng đóng cửa khá tốt khi đi ngang với thanh khoản thấp. Đấy. Thì thực sự là những cái con này cũng không ưu tiên quá nhiều, đúng không ạ, bằng VGI, bởi vì những con này nó đã lên đến những cái vùng cản, đó là những cái đường MA, đúng không ạ, những cái đường kháng cự động. Đấy, những cái đường mà đây ví dụ như đường màu cam này là đường MA20, tức là trung bình giá đóng cửa của 20 phiên gần nhất, thì đây thường nó sẽ là những cái kháng cự động anh chị nhá. Thì thường lên đến kháng cự động này nó sẽ bị cụt đầu, đúng không ạ, nó sẽ bị cụt đầu, và chúng ta phải theo dõi xem khi lên kháng cự này nó quay trở lại nó test và cái lực cung nó có nhiều hay không thì chúng ta mới quyết định là tham gia tiếp, đúng không ạ? Còn những cái phiên như thế này thì chỉ mang tính chất thăm dò thôi anh chị nhá, chỉ mang tính chất thăm dò thôi. Đó, thì đấy là những cái vận động và những cái vấn đề của thị trường ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ nói đến những cái diện, những cái điểm lợi thế của thị trường. Thứ nhất là ở thời điểm hiện tại cái lực bán và cái lượng cung trên thị trường nó còn, em đánh giá là nó không còn quá nhiều, bởi vì trong suốt cái quá trình mà thị trường hồi 7 phiên lên như này thì nó chưa xuất hiện những cái phiên mà nó có lực cung mạnh, đúng không? Nó không xuất hiện những cái lực cung mạnh mà nó xuất hiện những cái phiên rút chân của cổ phiếu khá tốt, ví dụ như là ngày hôm nay có PAO này. Vậy chúng ta có một cổ phiếu mà nó đang đánh kênh song song hướng lên. Đã có lúc trong phiên gì PAO giảm về đâu đó khoảng giá cùng giá 13 nhưng mà cuối phiên rút chân lên khá tốt. Hay là những mã cổ phiếu dạng như MWG, những mã cổ phiếu nằm ở đỉnh như thế này, những cái lượng cung nó ảo ra không quá nhiều. Hay là FPT, đúng không ạ? Những cái mã cổ phiếu nó dẫn dắt thị trường ở trong cái sóng trước thì ngày hôm nay lượng cung nó không ào ra quá nhiều. Đấy là những cái điểm tốt của thị trường. Một trong những cái lực đẩy rất là tốt của thị trường như là ngân hàng chẳng hạn, chúng ta có MBB. Đấy, ngày hôm nay thì nó cũng là một cái phiên vận động rất bình thường với von bé, và với những cái mẫu hình kiểu này, những cái mô hình tích lũy kiểu này thì rất có khả năng là trong những cái phiên sắp tới thị trường sẽ được kéo bởi ngân hàng trong độ khoảng một vài phiên chẳng hạn. Đấy, hay là chúng ta có ACB khi gãy chen rồi, gãy hỗ trợ rồi nhưng mà vẫn tích lũy rất là tốt chờ đánh. Đó, CTG thì những cái mã cổ phiếu trụ mà nó dùng để điều tiết phái sinh như CTG Vietcombank thì nó chưa được gọi là thanh thoát lắm anh chị nhá. CTG hồi 3 phiên và hiện tại sắp lên đến cản này. Vietcombank này thì ngày hôm nay được kéo bởi ATC này. Đấy, được kéo ATC, và những cái mã cổ phiếu này chắc chắn rồi em sẽ không lưu ý anh chị là mua nhá, mà chỉ là lưu ý chúng ta quan sát những cái mã cổ phiếu này để chúng ta đoán được những cái vận động của phái sinh hay là thị trường thôi. Đấy, những cái mã cổ phiếu này, những mã cổ phiếu điều tiết và gần như gọi là hàng cúng nên là rất là khó chơi. Đấy, BID cũng vậy anh chị thấy không ạ? Khi BID đánh 3 cây như thế này ai cũng bảo ôi con này nó sẽ vào sóng, đúng không ạ? Vào sóng đổ. Chưa thấy vào sóng gì cả, đúng không ạ? Vẫn đang đi ngang và để điều tiết.
Đấy, vẫn đang đi ngang điều tiết. Họ nhà Vin thì chúng ta có thể thấy VIX này cũng đang vẫn đang nằm ở những cái vùng đáy khá là sâu, hay là Vinhome này hôm trước đánh hai cây trần này, đấy, điều chỉnh hai cây ngày hôm nay cân bằng trở lại. Đấy, cân bằng trở lại thì đây là những cái mã cổ phiếu nó điều tiết nên là thực sự sẽ rất là khó chỉ để cho anh chị mà chơi những cái mã này. Đấy, theo quan điểm của em là anh chị nên cân nhắc nếu ai dính vào những cái mã này thì nên cắt đi và chúng ta sẽ chơi những mã cổ phiếu khác nhá. Đấy, rồi chơi những mã cổ phiếu khác. Ở dòng thép này chúng ta có Hòa Phát. Hòa Phát thì hôm nay giảm 1,74%, đã có lúc trong phiên giảm 2% với một cái thanh khoản lớn hơn so với phiên ngày hôm trước gần như là gấp đôi và có cái sự bán lớn của nước ngoài. Đấy thì thực sự là cổ phiếu này nó đang bị ảnh hưởng bởi những tin tức, đó là những cái tin tức về đâu nhỉ? Những cái tin tức mà nó liên quan đến cái việc là áp thuế chống bán phá giá ở châu Âu. Đấy thì anh chị có thể biết, chỉ anh chị có thể thấy được rằng là đợt vừa rồi thì cái đầu tư công ở Trung Quốc nó đang bị bão hòa và những cái doanh nghiệp thép họ tồn kho rất nhiều. Đấy, họ xuất khẩu ra nước ngoài với giá cực rẻ và nó cái điều đấy nó tác động đến cái việc là chúng ta phải phải áp cái thuế chống bán phá giá, bởi vì tất nhiên rồi, cái việc mà thép Trung Quốc rẻ nó sẽ ảnh hưởng đến giá thành của thép Việt Nam cũng như là những cái nước khác, đặc biệt là gì ạ? Trong đợt vừa rồi thì chúng ta có châu Âu. Đấy, thế là Hòa Phát cũng là một nước, cũng là một doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu thép, nên nó sẽ ảnh hưởng đến cái giá thép của Hòa Phát ở châu Âu. Đó, thì nên là ngày hôm nay Hòa Phát nó mới phản ứng như vậy. Đấy, Hòa Phát nó phản ứng như vậy. Đấy. Hôm nay thép thì chúng ta chỉ có con VGS là gì ạ? Là tích cực nhất thôi. Gọi như con này thì em cũng đang hơi phân vân một chút. Ngày hôm nay cũng đang định điểm mua cho anh chị cổ phiếu VGS nhưng mà bên trên này thì nó là vùng cản rồi nên là em nghĩ là có lẽ nó sẽ không cho chúng ta được một cái mức lợi nhuận cao trong khoảng thời gian ngắn. Thế nên là em đã bỏ qua mã cổ phiếu VGS này. Đúng không ạ? Bỏ qua. Đấy, chúng ta đang cầm VGI và MWG rồi. Thì tại sao lại bỏ qua? Đúng không ạ? Bởi vì thứ nhất là cái yếu tố thị trường nó khiến em cân nhắc, bởi vì thị trường tăng, thị trường kéo điểm ở cuối phiên và nó không có cái sự đồng thuận của các nhóm cổ phiếu khác mà chỉ riêng con Vietcombank thôi, nên sẽ rất dễ là thị trường sẽ bị trả điểm trong những phiên sau. Thứ hai là gì? Thứ hai là thị trường đã lên đến cái vùng cản 1240 và có những lượng cung nhất định ở đây. Đúng không? Có những cung nhất định ở đây mà nó chưa ào ra. Đấy, chúng ta có thể thấy được rằng là thị trường có cái điểm tốt là trong 7 phiên hồi phục mà cái lượng cung nó không ào ra quá nhiều. Nó không ào ra quá nhiều nhưng chưa chắc là lên đây thì gì ạ? Thì không có lượng cung ào ra. Nên cái chiến lược ở thời điểm hiện tại của em là khi chúng ta đã thăm dò thành công hai mã cổ phiếu và đã có một cái vị thế ổn định chắc chắn rồi. Đấy thì chúng ta sẽ canh chốt lời ở trong những cái phiên sắp tới khi mà thị trường của chúng ta nó có cái ý định là vượt qua vùng 1240. Đúng không ạ? Có cái ý định bull lên và vượt qua vùng 1240. Và nếu mà xấu hơn nữa, đúng không? Một cái kịch bản mà thường thấy và dễ đoán là thị trường của chúng ta nó sẽ đi ngang ở đây, xanh đỏ đan xen ở đây anh chị nhá. Xanh đỏ đan xen ở đây. Để gì ạ? Để thị trường thị trường phái sinh, tức là những cái nhà đầu tư lớn họ có thể chốt hết những cái hợp đồng từ giờ đến ngày thứ năm. Đúng ạ, từ giờ ngày năm, tức là ngày 15 tháng 8. Và cái kịch bản này thì cũng không quá lạ khi mà chúng ta có năm 2023. Đấy, khi mà cái nhịp hồi thứ hai của thị trường nó cũng dài hơn nhịp hồi thứ nhất và nó cũng hồi nó cũng có những cái nỗ lực hồi phục 1 2 3 4 5 6 phiên, đúng không ạ? 6 phiên giống như thị trường bây giờ. Đấy, và nó đi ngang, đúng không ạ? Trong cái khoảng thời gian đi ngang này thì thanh khoản của nó không tăng lên mà không giảm xuống và thị trường nó cũng gì ạ? Nó cũng chỉ đi ngang thôi. Đấy, nó đi ngang thôi. Khi mà thị trường đi ngang quá lâu, đúng không ạ? Trong một cái nhịp hồi phục mà cầu không vào, đúng không ạ? Thì rất dễ là thị trường sẽ bị rũ trở lại để nó có thể là gì? Nó rũ những cái cầu cũng như là ép những cái nhà đầu tư họ đã bắt đáy ở những cái vùng hồi phục này, họ bán ra. Đấy, để nó thu hút những cái lượng cầu mới vào anh chị nhá. Vậy nên là trong cái khoảng thời gian này khi mà thị trường lên đến vùng cản này rồi mà đi ngang thì chúng ta sẽ cần phải cực kỳ quan sát và bình tĩnh. Đúng không ạ? Chúng ta cứ chốt trước một nửa những cái vị thế chúng ta bắt đáy đã có lãi ở dưới này đi. Còn lại là chúng ta sẽ giữ tiếp và quan sát tiếp, phòng trường hợp là thị trường kéo lên trên vùng 1240 một cách mạnh mẽ với cái thanh khoản nó vào nhiều. Đấy, thì đấy là cái phiên bùng nổ theo đà thì chắc chắn rồi chúng ta sẽ giữ tiếp cổ phiếu, đúng không ạ? Còn nếu mà trong cái trường hợp thị trường đi ngang thì chúng ta nên cân nhắc là chốt bớt khoảng tầm 50% lượng cổ phiếu đã nắm giữ và cái lượng lãi chúng ta đã đạt được ở trong cái khoảng thời gian vừa qua khi mà thị trường nó tạo một cái đáy ngắn hạn ở đây, đúng không ạ? Và trường hợp xấu thì thị trường sẽ điều chỉnh xuống. Đúng không? Điều chỉnh xuống và theo cái góc nhìn của em thì nếu mà thị trường điều chỉnh cái đợt này thì nó sẽ không điều chỉnh quá mạnh, đúng không? Sẽ không điều chỉnh quá mạnh, trừ khi là những cái dòng ngân hàng nó
nó mất đi những cái vị thế đẹp của nó, đúng không ạ? Ví dụ MBB, ACB hay là những cái mã dạng như là Techcombank thì xấu rồi, đúng không ạ? Em chỉ kỳ vọng mỗi MBB và ACB thôi đấy, mà nó mất những cái vùng tích lũy như này thì thị trường rất dễ là sẽ chỉnh sâu tiếp, còn không thì em nghĩ là ngân hàng sẽ đỡ thị trường nếu mà lúc mà thị trường chỉnh như này đấy thì này, và những cái nhịp chỉnh sắp tới thì em đánh giá là cũng cũng sơ bộ là không mạnh lắm, đúng không? Không mạnh lắm đấy, bởi vì hiện tại là chúng ta chưa thấy cái việc rung lắc này nó tạo ra những cái lượng cung lớn thì chưa chắc thị trường đã giảm sâu được, gọi chưa chắc giảm sâu được đấy. Còn nếu thị trường đã là sẽ làm một cái kênh giống như ngày mùng 1 tháng 8 này thì khả năng rất cao thị trường sẽ về đến cái vùng 1170 anh chị nhá, 1170, và nó sẽ tạo một cái đáy nữa đấy. Thì những kịch bản xa đấy chúng ta không thể dự phóng được, và quan trọng nhất là chúng ta quan tâm đến cái tài khoản của mình ở trong thời điểm hiện tại. Vậy nên chiến lược chốt lại ở thời điểm này đó là khi thị trường lên đến vùng cản thì anh chị chốt bớt 50% cái lượng hàng mà anh chị đã bắt ở bên dưới, và những anh chị nào kẹt hàng thì chúng ta nên cân nhắc là cũng gì ạ, cũng cân nhắc bán ra khi mà thị trường đã hồi được một đoạn rồi, cổ phiếu cũng đỡ lỗ rồi, chúng ta nên cân nhắc là bán ra anh chị nhá. Đấy, để khi thị trường chỉnh chúng ta sẽ có những cái cơ hội và những cái lượng NAV nhất định để có thể là bù lại, mua bù lại những cái gì mà chúng ta đã mất ở trong thời điểm trước đó. Ok, thì đấy là những cái nhận định của em về thị trường ngày hôm nay, và mong là rằng là ngày mai trong những cái phiên sắp tới thị trường sẽ kéo lên một cách mạnh mẽ, bùng nổ để chúng ta ai cũng vui vẻ và có lợi nhuận đem về đấy. Còn nếu mà thị trường nó cứ thao túng để gì ạ, để phục vụ phái sinh giống như ngày hôm nay thì chắc chắn rồi cái động thái của em sẽ là gì ạ, ngồi im và quan sát, cũng như là chốt bớt lãi ở trong những cái cổ phiếu chúng ta thăm dò trong gian vừa rồi anh chị nhá. Ok, thì anh chị nếu thấy video hay thì có thể cho em xin một like, một đăng ký kênh, và anh chị nào thấy chiến lược của em phù hợp và muốn về đồng hành của em mình thì có thể liên hệ với em bằng số điện thoại bên góc phải màn hình này nhá. Ok, thì xin chào và tạm biệt anh chị. Bye bye.